Đóng cửa nhanh lên. Rồi. Đóng cửa mau lên. Ta. Các ngươi chơi không công bằng, ta sẽ giết các ngươi. À, phải làm sao? Tôi nghĩ chúng ta nên chạy xuống thang máy. Ơi, nó thoát ra rồi. Xin chào. Chạy mau. Nhanh lên. Hát 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 hát. Nhảy mau. Tả đau thiệt, chắc đây là chỗ bị hư. Anh mình đau quá phải cố đi. Anh tế. Được rồi. Cứu. Theo lên lưng tôi, nhanh lên. Chạy nhanh lên cái cổng kìa. May quá. Theo tôi.
Tôi cứ té hoài. Vậy thôi. À, thơ thơ. Ngươi không thể giết ta à? Đấy, không 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 thể nào. Nô ngươi không nghe nữa. May quá, nhom nhom. Mình lấy thuốc chữa rồi, may quá. Tôi chết rồi. Ok. Wow. Tôi nghĩ tôi phải sao cô đổi bài nhé. Ê.